cô bé dễ thương này tên Oan. Cô bé nói con không có cha, nhưng điều mà cô gái nhỏ không biết là cha cô bé là một tỷ phú. 6 năm trước, cha của cô bé là Pim, anh là một siêu sao. Anh ấy đã yêu một fan nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi họp mặt người hâm mộ. Các fan nữ rụng trứng lia lịa khi thấy anh, khoảnh khắc họ nhìn nhau, ánh mắt như đã thuộc về nhau. Cô gái là mẹ của Oan tên Pa Ưng. Chẳng bao lâu sau hai người họ yêu nhau, họ đã ăn trộm trái cấm trong tình yêu. Chẳng bao lâu sau cô gái có thai. Vì sự chênh lệch về địa vị gia đình, tình yêu của họ bị gia đình phản đối. Cô rời Thái Lan và ra nước ngoài. Sau đó Kim tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy cũng đã có bạn gái mới, nhưng anh không bao giờ quên người bạn gái yêu đầu tiên của mình. Bạn gái mới cũng chia tay không lâu sau đó. 6 năm sau, Pim vô tình đụng phải một cô gái. Ngay khi nhìn thấy cô, anh cảm giác rất quen thuộc. Người phụ nữ này chính là mối tình đầu của anh. Cô cũng nhận ra người đàn ông trước mặt cô là cha của đứa trẻ. Pa Ưng, anh nhận nhầm người rồi. Chúng ta như người lạ từng quen thôi. Anh nói cô rất giống với một người anh từng quen. Thấy thái độ thờ ơ và xa lạ của Pa Ưng, anh tưởng mình đã nhầm người thật. Bà của Pa Ưng bị bệnh, cô được gọi về để chăm sóc bà nội. Hôm nay cô đưa con gái đến chính trung tâm của Pim để mua sắm. Vừa rồi Oan đi tìm chú chót một người đang theo đuổi mẹ cô bé, nhưng cô bé vô tình đi lạc vào bãi đậu xe dưới tầng, tình cờ thấy một người cô và người chú đang thảo luận về một cuộc diễn tập cho vụ bắt cóc. Hóa ra người đẹp này là Rita, bạn gái hiện tại của Pim. Cô ấy muốn giành được sự chú ý và quan tâm của anh. Hãy đến cứu em đi vì có kẻ muốn bắt cóc em. Khi Pim và các trợ lý đến, trợ lý đánh một người đàn ông, người đàn ông kia lại bế bé Oan lên. Họ trấn an cô bé đừng sợ hãi. Cô bé nói rằng cô ấy không sợ, nói chú này và cô kia là bạn của nhau. Cô bé nói chú và cô đang tập dượt trước, sau đó tò mò hỏi họ tập dượt có ngãi là gì. Ngay lập tức Pim hiểu ra mọi thứ, biết rằng kế hoạch của mình đã bại lộ, cảm thấy quê chết đi được. Lúc này, đồng hồ điện thoại của cô bé đổ chuông. Oan chạy đi tìm mẹ, nhìn thấy mẹ của cô bé chính là cô gái vừa rồi. Cảm thấy rất khó hiểu, anh định đuổi theo và hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã bị trợ lý ngắt lời. Đây là Pa Ưng đang ôm con gái và nhanh chóng bế bé lên xe. Cô trách chót không nên đưa con bé đến đây. Anh ấy hỏi cô có phải chưa quên được người yêu cũ đúng không. Cô nghiêm túc nói rằng cô ấy đã quên rồi, và nói người đàn ông đó không đáng để cô ấy nhớ. Ngay cả khi họ gặp lại nhau thì cô cũng chỉ coi anh ta như người xa lạ. Cô bé tò mò hỏi họ đang nói về ai. Chót cho biết họ đang nói về người bạn của mẹ cô là Pim. Cô bé lẩm bẩm cái tên trong miệng. Pim Pim, lúc ngồi trong xe anh lại nghĩ đến cô bé và người mẹ lúc nãy. Anh đột nhiên nghi ngờ rằng người phụ nữ đó là mối tình đầu của anh, và bé gái đó chính là con gái mình. Cô bé cười nhìn rất giống anh, và cũng rất giống mẹ. Có lẽ nào, sau đó anh đã lái xe đến nhà của Pa Ưng lúc trước. Anh ấy nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc đó, nhớ về quãng thời gian ngọt ngào mà họ đã từng yêu nhau. Hóa ra ngôi nhà cũ của cô nằm cạnh nhà của anh. Kể từ khi họ yêu nhau, tối nào anh cũng đưa cô về nhà. Nghĩ về quá khứ ngọt ngào của họ, bây giờ mọi thứ đã khác, Pim không khỏi cảm thấy buồn. Trong một thoáng anh nghĩ rằng người phụ nữ đó có thể không phải là cô. Anh xuống xe quay lại ngôi nhà cũ bấm chuông cửa. Hóa ra anh đã cử người đến trông coi căn nhà này. Anh hỏi những người hầu về tình hình hiện tại của bà Pa Ưng. Anh còn yêu cầu họ đến thăm bà thường xuyên. Người phụ nữ này xem thông tin nhà của Pim đang bán. Vì muốn gắn ghép hai người một lần nữa, bà ấy gọi điện cho anh nói rằng muốn mua lại ngôi nhà. Pim vội vã chạy đến khi anh ấy phát hiện ra. Hóa ra anh không hề muốn bán nhà. Anh ta đi lên và gỡ bảng quảng cáo đi. Lúc này Pa Ưng đang đi ngang qua bên đường. Cô ấy vừa nhìn thấy Pim thoáng qua, cô nhầm tưởng rằng anh muốn bán nhà càng sớm càng tốt và cắt đứt quan hệ với nơi này. Bác cố tình lái xe nhanh hơn, anh ấy không muốn Pim nhìn thấy cô. Pim còn trách chiếc xe đi nhanh với tốc độ đắp chiếu sao. Nhanh nhanh lên nào, Pim bước vào ngôi nhà anh từng ở. Quá khứ lại trỗi dậy trong anh. Đó là tất cả những mảnh vụn của mối tình giữa anh và bạn gái cũ. Anh nhớ bức tranh anh và cô cùng nhau vẽ trên bàn, và bức ảnh họ đang túm lấy cuốn sách cùng nhau. Ngoài ra còn có hình ảnh Pa Ưng mắng anh ấy ăn bưởi trước. Dấu vết tình yêu của họ phủ khắp căn phòng, như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Pim đau đớn nhận ra rằng anh chưa hề quên cô. Càng muốn quên càng không thể quên. Tại sao không quên cô được chứ? Cô ấy là người đã giết con mình. Cô ấy thật tàn nhẫn. Cùng lúc này Pa Ưng cũng nhớ lại cảnh gặp Pim lúc sáng. Cô ấy không kìm được mà bật khóc. Quá khứ cũng hiện về trước mắt. Hôm đó lần đầu tiên họ làm chuyện ấy với nhau, Pim nói một cách trìu mến rằng họ sẽ kết hôn. Đã nói rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nghĩ đến cái kết hiện tại, cô rơi nước mắt buồn bã. Chuyện quái gì đã xảy ra cách đây 6 năm trước, để cho hai người rõ ràng yêu nhau mà giờ như kẻ thù. Em thích anh ở điểm nào? Vì anh rất tốt. Anh rất thật lòng với em. 6 năm trước cặp tình nhân này đã bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào. Với tình yêu trong sáng, họ yêu nhau và thuộc về nhau. Chẳng bao lâu thì cô gái có thai. Nhưng sau đó họ chia tay vì một sự hiểu lầm. Người đàn ông luôn nghĩ rằng bạn gái của mình đã giết con. Sau 6 năm Pim trở về ngôi nhà cũ, và nhà bạn gái cũ ở ngay cạnh nhà anh.
biết tin ngôi nhà vườn của bà bạn gái sắp xây một homestay, còn xây dựng một hàng rào bằng gỗ để ngăn cách giữa hai nhà. Anh tò mò đi xem thử, những gì anh ta không biết là người bạn gái cũ xa cách 6 năm đang đứng bên kia hàng rào. Và cô qua hàng rào đã nghe thấy giọng nói của Pim. Cô ấy đứng ngây ra tại chỗ không biết nên làm gì. Khi anh muốn mở cửa để hỏi thăm bà Ân vội vàng khóa cửa lại. Cô lại bí mật nấp bên hàng rào. Thấy cửa bị khóa, anh ấy cảm thấy rất thất vọng. Anh bất giác gọi tên Pa Ân. Pa Ân. Pa Ân à. Bà. Khùng thật. Tại sao mình lại nói chuyện một mình như vậy chứ? Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô không thể không đứng đó. Hai người yêu nhau lặng lẽ đứng cách nhau qua cái hàng rào. Tim sau đó nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ chạy qua. Anh ấy tự hỏi bóng hình đó là ai. Trong lúc họp tâm trí anh ấy cũng không để tâm. Anh nói hãy gỡ hàng rào gỗ đó xuống. Nhưng người trợ lý đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Nói rằng anh muốn biết cô ở đâu. Tối đó anh ấy đã tự hỏi người phụ nữ đã chạy qua là ai. Có lẽ nào là Pa Ân đã trở lại. Nghĩ đến việc cô trở về, anh mỉm cười vui sướng. Vào buổi sáng lúc anh đang đau đầu vì một số chuyện, bỗng một cô bé đến mang bưởi cho anh. Anh không biết cô gái nhỏ nhắn dễ thương trước mặt này lại chính là con gái ruột của mình. Anh đã đặt rất nhiều câu hỏi cho cô bé, hỏi bố mẹ cô bé tên là gì và sống ở đâu. Cô bé chỉ nói tên của mình và sau đó chào tạm biệt, chạy khỏi đây ngay lập tức. Tim chạy theo cô bé thì bị người hầu ngăn lại. Cô bé chạy đến gặp bà lão. Bà khen cô bé thật ngoan và giỏi. Hơn nắc xóm ở gần nhau như vậy thì nên cùng nhau chia sẻ đồ ăn phải không nào? Đúng rồi ạ, hóa ra là bà ấy muốn hai cha con gặp lại nhau. Sau khi biết bà đã nhờ con gái gửi bưởi cho Pim, cô cầu xin bà đừng làm như vậy nữa. Ta phải lo việc này, hai cha con thân thiết như vậy nhưng không có cơ hội gặp nhau. Là anh ta tự mình gây ra. Pim ăn bưởi và thấy đúng đó là mùi vị của bưởi ở nơi đây. Cuối cùng thì anh ấy cũng không thể kìm được sự tò mò. Vì vậy anh đến ngôi nhà vườn bên cạnh. Anh nhìn thấy một chiếc khăn lụa rơi trên mặt đất, bất giác nhớ về quá khứ. Bạn gái anh từng đeo chiếc khăn lụa đó, nói với anh ấy rằng cô rất yêu đứa bé này. Pim cũng nói anh rất yêu cô và con. Anh ấy nói với Pa Ân đã sẵn sàng để xây dựng tổ ấm cùng cô. Trở về hiện thực, anh bước tiếp vào trong ngôi nhà. Bà Oang đã ngăn anh ta lại. Anh hỏi bà có một cô bé nào sống trong ngôi nhà này không. Nói mình muốn gặp lại cô bé, bà Oang nói dối rằng chỉ có ba người già ở đây, đồng thời mời anh đi khỏi đây. Tình cờ, cháu nhớ hương vị bưởi được trồng ở đây. Mùi vị của bưởi ở nơi đây. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành bất lực rời đi. Khi rời đi, anh thấy chiếc khăn lụa trên mặt đất đã không còn nữa. Pa Ân đang trốn sau đám cây xanh và lén nhìn bạn trai cũ của mình. Nhưng lúc anh ngoảnh lại nhìn, cô lại vội vàng trốn đi. Nhìn thấy cô con gái, cô lại cảm thấy hổ thẹn, bởi vì đã không cho cô bé được một gia đình hoàn hảo. Người mẹ lại nhớ lại quá khứ. Ngày hôm đó Pim tìm thấy cô sau buổi họp mặt người hâm mộ. Đó là khi tình yêu của họ chớm nở. Lúc cô trở lại hiện tại, cô ấy thở dài, đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thì hơn.